Xin chào anh em, hiện giờ tôi đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài Thăng Long. X7 có một cái cần số ở bên dưới cái cần cà xi nhan này rất là hay, và đặc biệt là nhiều anh em không biết đây là cái cần gì, thì đây là cái cần điều chỉnh Adaptive Cruise Control nhá. Đó, cái cần này nó rất đặc biệt và rất là nhiều cái chức năng. Đặc biệt là khi nào tôi xoay này, khi tôi xoay cái núm này anh em này. Đấy, xoay cái núm này thì anh em có thể thấy trên màn hình. Tính trên màn hình rằng thấy đấy, các 1 2 3 4 này, nấc đấy là cái nấc mà cái radar nó bắt cái ô tô đằng trước. Bắt cái ô tô trước đây, các bạn có thể thấy rằng trên cái màn hình nó hiện cái ô tô trong cái làn này, không có ô tô nào đi vào. Rồi đấy, khi một ô tô xe đen đằng trước này nó đi vào sẽ bắt, và cái xe đó sẽ sáng trong màn hình này. Nếu như các bạn dùng Adaptive Cruise Control nó sẽ bắt theo cái xe đó. Đó, sẽ tự tăng tốc lên theo, tôi không hề tác động vào chân ga nhá. Tự tăng tốc theo cái xe màu trắng. Đó. Và trên màn hình Adaptive Cruise Control tôi cài đặt là tốc độ 80, tốc độ tối đa cho phép. Và cái xe đằng trước nó di chuyển bao nhiêu, xe màu trắng này, thì cái xe con X7 này nó di chuyển theo tốc độ tương ứng. Đó, để tránh tình trạng đâm đụng ấy, rất là an toàn và rất là nhàn cho lái xe. Đúng không? Khi mà muốn hủy Cruise Control, một là các bạn đạp phanh một cái, đạp nhẹ thôi nó sẽ tự trắng màn hình. Hai là các bạn cái nút này các bạn đẩy ra đằng trước một cái, đẩy ra đằng trước một cái nó sẽ cũng tự động hủy cái Cruise Control, cái bán đuổi. Còn chức năng tự lái thì tôi không đề cập trong cái video này anh em nhé. Đặc biệt cái cần này, với những em nào thích đi tiết kiệm nhiên liệu, anh em nên sử dụng cái cần này rất là nhiều. Bởi vì sử dụng cái cần này thì cái đồng hồ nó còn, chúng ta còn khoảng tầm hơn 6 lít thôi. Đi trên đường cao tốc như thế này nó chỉ còn hơn 6 lít trên 100 cây. Cũng rất là tiết kiệm, không có gì cả. Lái xe tiết kiệm hay là ăn xăng thì nó tùy thuộc vào cái động cơ thì là chắc chắn rồi, nhưng mà nó còn tùy thuộc rất lớn vào cái cách lái xe của mỗi người khác nhau. Thế nên là không thể nói là xe này ăn rất tốn xăng hoặc là xe này rất là tiết kiệm xăng, bởi vì nó tùy, đúng không ạ? Cho những cái xe siêu tiết kiệm xăng vào, những ông gọi là thích đua xe, thích đề pa bốc thì cũng không thể tiết kiệm được, không tiết kiệm được là bao nhiêu cả. Đấy, mà ngược lại cho những con xe động cơ rất là lớn với một người đi với cái phong cách tiết kiệm thì nó cũng khá đấy, tiết kiệm được khá đấy anh em ạ. Đường đi rất là nhàn, tóm lại là bây giờ giao thông các thứ rất là ok rồi, đường rất là thoáng rồi, chỉ có một vài cái điểm trong nội thành là nó hơi bí thôi thì di chuyển hơi khó. Đấy, cầu rất là nhiều anh em nhé, bên kia là cầu Nhật Tân. Đấy, sau này còn dựng thêm bao nhiêu cây cầu xung quanh Hà Nội nữa thì tôi chưa biết, nhưng mà đường càng ngày nó càng mở rộng ra và lái xe rất là nhàn. Và các xe đời mới bây giờ nó cũng hỗ trợ rất là nhiều cái công nghệ an toàn. Còn hỏi là công nghệ an toàn của xe Trung Quốc có dùng được hay không, thì thực sự mà nói thì nó cứu mình rất là nhiều lần rồi. Đó, và đương nhiên những cái lần gấp gáp như thế tôi không thể quay lại cái video cho anh em được. Và cũng có rất nhiều cái clip trên mạng làm sao họ chứng minh được cái tính năng an toàn rồi. Vậy thì các bạn nghi ngờ thì các bạn cứ nghi ngờ, ai mà dùng thì cứ dùng thôi, nhưng mà thời gian sẽ trả lời tất cả. Tôi cũng không hy vọng rằng cái xe bất kỳ của ai nó sẽ phải xảy ra cái va chạm để mà chứng minh là hiệu quả hay không hiệu quả. Chúng ta lái xe trên đường đều mong muốn một cái hành trình an toàn anh em nhé. Đó, cái tính năng thì chỉ là hỗ trợ thôi, còn đâu chính quyết định chính vẫn là cái của chúng ta, bởi vì là tay chúng ta điều khiển vô lăng chứ không ai điều khiển vô lăng cho chúng ta cả. Đó, thế là tất cả lỗi đâu là do mình anh em nhé. Xe hỗ trợ đến đâu thì nó vẫn chỉ là một cái công nghệ thôi, công nghệ hỗ trợ người lái thôi, chứ không thể thay thế người lái được, chưa thể thay thế người lái được. Thực ra nhiều anh em nói là đi X7 một thời gian ổn thì cái việc này nó cũng giống như là vợ của thằng hàng xóm mình thấy xinh nhưng mà nó lại thấy bình thường, đúng không? Đấy, nhiều khi anh em bảo lại đi X7 thời gian sau em thấy ổn hơn khi mới mua. Ổn hơn khi mới mua thì bây giờ chảy lên một xe khác xem như nào, cũng như là vợ ông ấy, thằng hàng xóm thì khen xinh, ông thì khen xấu. Đấy, ngày xưa lúc là mời lấy nó, sao ông không bảo nó xấu đi, đúng không? Dùng nhiều rồi ông lại thấy chán. Đấy, trong khi ông chán thì thằng khác nó vẫn rõ rãi ra nó thèm. Xe nào thế thôi, thì cả những xe sang cũng thế. Anh em đi thời gian có thể là nhảy từ xe cỏ lên cái xe đắt tiền thì anh em thấy rất là sướng, đi được thời gian anh em lại thấy bình thường. Đấy, để mà nâng niu cái giá trị của nó lên thì anh em lại nhảy sang các xe cỏ khác, em sẽ thấy rằng xe của mình nó không hề như anh em nghĩ.
mà chúng ta có một cái tâm lý đó là cả thèm chóng chán. Nói trêu vậy thôi, chứ còn cái xe cọ này 700-800 triệu thì nó chỉ trả so với xe nào cả, nhưng mà mình có sao mình nói vậy đúng không? Bởi vì đỡ phải mượn xe này xe khác thì chúng ta cứ làm hết gì chúng ta có khả năng đi. À hôm sau cái màn hình này nhá, tôi mới phát hiện ra một cái tỷ lệ của màn hình này. Cái màn hình này cái tỷ lệ là 24:9, nó sẽ vừa khít cái màn hình này luôn. Và khi anh em vấn đề loa của xe X7 nữa, như anh em nói là cái loa này nghe cũng hay bình thường, thì nếu mà ai mà chưa muốn độ loa thì anh em chịu khó cóp cái nhạc 320 kbps vào, đúng không? Nhạc chất lượng 320 á vào thì anh em sẽ nghe rất là đỡ hơn, chống chiếc nó vẫn đầy đủ âm thanh hơn đấy. Còn độ loa thì đương nhiên rồi, độ loa thì ai ít tiền thì độ vài củ, ai nhiều tiền thì độ vài chục vài trăm củ, cái đấy là cái tai của mỗi người, cái chơi của mỗi người. Nhưng mà bản thân mình với những người dùng xe cơ bản đấy thì thế là đủ rồi. Cái này có một cái đo rất là chính xác. Thứ nhất đó là có đo nhiệt độ ngoài trời anh em nhá. Nó sẽ nhiệt độ ngoài trời sẽ ảnh hưởng cái điều hòa này. Đấy, bởi vì là khi nhiệt độ ngoài trời đang là 26 độ xe, anh em thấy này, điều hòa tôi đang để 24 độ thì nó là mát. Thế nhưng mà nhiều hôm nhiệt độ ngoài trời 23 độ hay 22 độ thôi, tôi để điều hòa 24 độ nó lại nóng. Đấy, cái đó là cái đương nhiên, cái cảm biến nó hoạt động rất chính xác. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái tính năng lọc không khí. Thứ nhất có hai chế độ lọc không khí này, ion này, ion trên xe này, đấy bật ion lên trên xe lên anh em thấy không? Đấy, cái chế độ thứ hai là chế độ này là chế độ gì chẳng biết, bụi mịn này. Đấy, lọc rất là hiệu quả. Những hôm Hà Nội thời tiết bị ô nhiễm ấy thì mở cửa xe vào phát tím ngắt luôn. Cái chỗ này tím ngắt luôn này. Thì nó cũng tương ứng với lại cái màu biểu thị ô nhiễm ở trên mạng anh em hay xem ấy, rất chính xác. Đó là nhiều tính năng mình dùng mình thấy bất ngờ, bởi vì là những con dòng xe khác cùng phân khúc tiền không thể có được, thậm chí là đắt tiền hơn cũng không có. Đó, đèn đỏ đấy, các thứ auto các thứ rất là tiện lợi. Đấy, càng sử dụng thì mình càng biết nhiều cái hay ho hơn. Tuy nhiên là tôi chỉ là một người dùng xe bình thường thôi, ở mức độ cơ bản thôi chứ không phải là vọc vạch quá sâu. Rồi, các tính năng cảm biến áp suất lốp hay là chế độ điều chỉnh màn đồng hồ nhiều chế độ cũng có. Đấy, áp suất lốp anh em có thể là theo dõi được anh em nhé. Liên tục. Đấy, điều khiển cái này. Đấy, điều khiển màn hình các thứ này. Bên này. Điều khiển rất nhiều cái chi tiết, vòng tua máy này. Đấy, vòng tua này, mức độ nhiên liệu tiêu hao này. Đấy, mức độ cái này là cái đồng hồ này như kiểu là cái radar nó hoạt động á, nó bắt đằng trước những cái xe nào ấy. Anh em có thể thấy đằng trước là có một cái xe máy đi check vào làn bên trái một tí, đúng không? Đây. Xe máy đi check vào làn bên trái một tí thì cái xe này đấy nó lại vào giữa rồi, nó bắt rất chính xác, anh em có thể thấy không? Đấy nha, bây giờ tôi đi ra làn giữa này. Tôi đi ra làn giữa này, khi xi nhan phát. Đấy, xi nhan phát này tòi đằng sau luôn. Anh em thấy là đằng sau xe này. Đấy, góc nhìn rất là rộng, chúng ta không phải quay sang nhìn gương mà chúng ta màn hình chúng ta có rồi, rất là nét. Ok. Đây, bám đuổi này. Đấy, trước mặt xe máy nó lại làn sang làn ô tô này. Đấy, rất là hay, nhiều cái rất là nhàn. Hôm nay cho rằng một thằng cô em mượn, nó bảo anh ơi xe anh nhiều tính năng quá, em chẳng biết sử dụng như thế nào mà. Ừ. Thực ra xe anh dùng lâu rồi anh cũng nhiều cái anh cũng chưa biết đấy. Rồi, rồi, rất là nhiều tính năng, đèn đỏ. Cái đèn đỏ cái auto hold này, đèn auto hold nó tự sáng này. Nhìn dẫm phanh một cái, bỏ chân ga ra, vẫn được số D nhá. Rất là tiện, nên là nhiều bạn có auto hold không dùng hoặc là không có auto hold ấy thì cứ phải giữ phanh. Nên như thế thì nó bây giờ thời đại công nghệ rồi. Mua cái gì công nghệ mới mà dùng cho nó sướng. Đúng không? Sao phải khổ, sao phải dùng nhiều cái nữa, nhiều cái nó cổ điển nữa. Nó lái xe nó vất. Và các hệ thống treo, hệ thống chiếc bây giờ nó cũng làm rất là tốt rồi. Thế gì phải mua đồ cổ làm gì cho nó dùng. Bây giờ máy móc đi, anh em nào đi nhanh thì là 2-3 năm đổi, vừa vừa thì 5 năm, không lâu quá thì là chục năm thôi. Chứ bây giờ làm gì ai còn ai đi xe, còn ai đi xe 10 năm, 20 năm hay là 30 năm chưa đổi nữa. Đấy, anh em bây giờ thấy, ngày xưa kinh tế khó khăn chưa mở cửa. Bây giờ kiếm đời những con xe 2000 làm gì có nữa. Làm gì có đời những xe 2000, 2010 là sâu lắm rồi. Và anh em cũng muốn đổi lắm rồi, nhưng mà
vì tiết kiệm hoặc là vì lý do kinh tế anh em chưa đổi thôi. Nhưng bây giờ làm gì cái xe nào mà đi 20 năm nữa, kiếm xe đời 2000 bây giờ có ra đường gần như là kiếm mỏi mắt ra chẳng có. Đó, hôm nay rảnh rảnh lên cái video X7 để chia sẻ cho anh em nhé. Thực ra con này nó được hơn 1 năm rồi, tôi lấy ở những cái đợt đầu, đợt năm 2020, cuối năm 2020. Bây giờ là gần giữa năm 2022 rồi. Đi được, nếu mà tính theo năm thì được 3 năm, tính theo năm 2020, 21, 22 đi được 3 năm. Tính theo tháng thì đi được khoảng tầm 17 tháng. Đó, chạy thì khoảng tầm 1,5 vạn. Chạy khoảng 1,5 vạn đấy, đi chẳng có cái vấn đề gì cả. Thế là anh em qua cái thời gian đi xe tàu các thứ ấy, nó chẳng hỏng một cái gì luôn ấy. Nói gì ngay ấy. Tôi có thể là cũng là may mắn đi vào cái xe nó không lỗi chẳng hạn. Chứ còn nhiều xe mới nó cũng lỗi chẳng hạn, như là Kia này bị dột cửa bên lái này. Hay là nhiều lắm, có loại xe nào thế thôi. Có 1000 chi tiết trên xe thì lỗi 1-2 chi tiết nó là chuyện rất bình thường. Nên anh em không nên lôi cái lỗi này ra để bóc phốt cả một hãng, đúng không? Bốc làm gì, xe nào mẹt cũng còn lỗi cơ, là xe Trung Quốc vài trăm triệu. Thế thôi, cái việc lỗi xe chúng ta bỏ qua. Nhưng mà đi xe này rất là lành, cái mức độ nhiên liệu đấy, mức độ nhiên liệu. Nãy ở tôi kia đi rất là bốc, rất là láo, thì là nó ở khoảng tầm 8,5 lít. Nhưng bây giờ đi bình thường một tí là 8,2 lít. Cái này thường thường cái mức độ nhiên liệu xe này nhá. Nhiều anh em nói đi xe này tốn xăng, tôi chả hiểu tốn ở chỗ nào. Đi những đường cao tốc hay là đường gì nó dao động từ 6 đến 10 lít. Đấy, anh em nào đi mà nhẹ chân nữa là còn xuống còn 5 lít mấy, 5 lít 1, 5 lít 2 thôi. À quên, xin lỗi, 6 lít 1, 6 lít 2, thậm chí là 5 lít 7, 5 lít 8. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đi 5 lít 7, 5 lít 8 trên 100 cây, đường cao tốc đấy, hay là Hà Nội Hải Phòng. Còn đi trong phố thì tôi thường thường loanh quanh 10 lít, điều hòa vẫn bật các thứ, thì chẳng hiểu nó tốn ở chỗ nào. Đó, anh em đi xe 3-4 lít anh em bảo đi xe này tốn. Và cái tiền, thực ra cái tiền nhiên liệu tốn nó chênh nhau 1-2 lít 100 cây. Ừ, thì bây giờ xe này đi tốn hơn xe khác 100 cây, tốn hơn 1 lít. Xe anh em đi tầm 7 lít thì xe này đi 8 lít, ừ tốn 1 lít, tốn 20.000 100 cây. Tính ra mỗi cây đi tốn 200 con đúng không? Nó chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Đó, và tốn hay không nó là còn do cách anh em đạp ga thôi, chứ cứ phải là đấy đâu. Cứ phải là do cái động cơ nó quyết định hết đâu. Nhiều xe anh em đi chẳng hạn như đi những con morning ấy, đạp lên 8 lít là chuyện bình thường, 8 lít, 10 lít là chuyện bình thường chứ. Xe morning máy rất là nhỏ nhưng mà anh em đạp vẫn lên được 8 lít, 10 lít bởi vì do cách đi. Đúng không? Hay là đến con Lancruiser này nó nhiều anh em vẫn đi được tầm 10 lít. 8 lít, 10 lít đi vậy anh em vẫn đi được. Còn bình thường con Lancruiser trong phố chạy chắc phải tầm 30 lít, 2-30 lít. Đó, thế là cách đi rất là quan trọng, nên là nhiều khi là chúng ta cứ gọi là sợ tiết kiệm này khác nhưng không thực tế là tất cả là như thế. Các cháu xinh quá, chụp ảnh ngoại giao đoàn. Đấy, úi giời ơi. Chỗ này thì đặc biệt rất nhiều cái xinh anh em nhé. Anh em nào có qua cái khu vực nào anh em liên hệ ở dưới video cho mình. Đây, chỉ một vòng. Không phải chơi đẹp, các cháu mặc xinh lắm. Đấy, đây là các chị, đây các cháu à. Đấy. Đấy. Đẹp lắm. Gái này đẹp lắm anh em ạ. Nào anh em qua đây. Đấy. Công viên, đi vào công viên chơi xíu. Hôm nay rất là rảnh, là chủ nhật, thời tiết đẹp. À, con này thời tiết, cái cửa sổ trời đáng giá từng xu anh em ạ. Đấy, cửa sổ trời rất là rộng. Bản thân mình cũng ngồi Santa Fe của anh bạn, nhưng mà cảm giác con cửa sổ trời này còn rộng hơn cả Santa Fe. Không quay được đây, hôm nào làm cái clip, hôm nào làm cái clip cho anh em. Đấy, cháu đẹp quá. Đây nữa này, chụp ảnh này. Nhiều lắm. Đấy. À, còn một cái thứ nữa, nhìn đấy. Cái xe này nó cực kỳ rộng anh em nhá. Xe con xe Beijing 7 nó rất là rộng, và nhiều xe khác tôi cam đoan là anh em sẽ không làm được cái động tác này chỉ ở trên xe. Kể cả những con mẹt hay là những con chẳng hạn như là con gì đây, con này là con CRV đời cũ. Đấy, không thể làm được cái điều này, đó là nhún nhảy trên xe, không cần ngả ghế. Đây, anh em có thể thấy rằng cái khoang đằng sau
rất là rộng. Và nếu mà anh em muốn nhún nhảy anh em nhá, anh em đẩy cái ghế này lên, đẩy cái ghế phụ lên cầu này, thì thành ra chúng ta có một khoảng dưới đằng sau. Đó, anh em có thể thử rất nhiều tư thế úp thìa này, tư thế úp thìa ngược này, hay là tư thế nhiều lắm. Đó, những em thích nhún nhảy con trên con xe này là một cái sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Đây, ví dụ như là mẹ GLC thì không thể có một không gian rộng rãi như thế này được. GLC 300 đây. Đấy. Thực ra ngồi cũng sướng thôi, nhưng mà nó khi nhún nhảy nhá, không tôi đang nói không cần phải ngả ghế nhá. Để nguyên như thế này, chỉ có dịch cái ghế phụ lên hoặc là dịch ghế lái lên trước, cọc lên trước thôi là anh em có một không gian thao hồ rộng rồi. Quẩy kiếc các thứ tư thế cực kỳ thoải mái. Tôi cao hơn 1m8 nhưng mà vẫn cực kỳ thoải mái. Đấy, chẳng nhẽ hôm nào lại quay lại clip cho anh em xem. Rất là sướng. Đây cái màn hình đấy, cái màn hình là cái video này ấy, là cái video tôi cóp lại nhá. Mình cóp lại tức là render lại. Đấy, cái tỷ lệ là 24:9, đưa nhạc 320 kbps vào, màn hình các thứ là cóp trên mạng vào, nhìn rất là đẹp, buổi tối xem rất là hay, rất là chill. Rất là sướng. Đây cái màn hình to, màn hình 12 inch, màn hình này 12 inch. Các thứ trên này. Thực ra có nhiều tính năng nhưng mà có những tính năng giải trí trên con xe này thực sự là đáng giá, nhất là với những em đi đường xa, đường dài. Đương nhiên với số tiền 800 triệu xe mới và biển Hà Nội và những cái xe lướt thì tầm 700 đến 720, 740 anh em mua rẻ được còn 600 mấy, 608, 609 đấy, thì chẳng có gì đòi hỏi hơn nữa cả. Và như bản thân mình á, đây thế là quá đủ rồi, con nữa thì càng tốt. Thế nhưng mà thế này là đủ rồi, ấm rồi, sau này đổi xe chẳng biết có đổi xe gì. Bây giờ đang đi xe nó cảm giác nó hài lòng. Xong lại chẳng là như về, ví dụ như là ai, ông già mình hay là bố mẹ mình hay là ai mua thêm một cái xe Nhật hay là xe Hàn cùng phân khúc này, cùng cái tiền này, thì chắc là thôi, say no. Đúng không? Hay đi nhẹ nhàng, các thứ rộng rãi, ngồi rộng rãi khá là hay. Cái một cái là không có cái rèm cửa, nếu mà có cái rèm cửa như kiểu cái Santa Fe á, nó kéo lên kéo xuống như này này, nó tiện. Nhưng mà cái dàn này tôi nắp cái này để mà nắp cái rèm chắn nắng vào, nó vừa cái khung, nó vừa cái khung để nắp lên đây cũng được, cũng đáng kể. Cái gì nhỉ? Cái camera các thứ có sẵn hết. Tóm lại mua xe này chẳng phải đổ cái gì cả anh em ạ. Buổi sáng chủ nhật rảnh rảnh lái xe đi chơi CRV này. CRV một con xe bán rất là chạy ở Việt Nam, nhưng mà cá nhân mình không thích cái dáng của nó. Đây là con này, con kia, con kia Canivan đẹp, rộng to, rộng đẹp, đúng xe 7 chỗ. Đấy, 7 chỗ phải như con Canivan ấy, ngồi thoải mái, chứ còn 7 mấy dạng 5+2 ngồi như tra tấn. Nhiều khi anh em như này nhá, anh em tính mua xe 5+2 hay là mua xe 7 chỗ, thế nhưng mà ấy, nó chỉ là tình thế bắt buộc chúng ta mới sử dụng 7 chỗ thôi. Bởi vì sao? Thứ nhất là 7 chỗ cái hàng ghế thứ ba nó rất là chật, mà những anh em đi đường dài mà nhét người lớn lên đó thì ngồi khó chịu cực kỳ, mà nhét trẻ con lên thì cũng sao, cũng dở. Bởi vì ngồi đằng sau mà, đằng sau đi xe lắc cũng rất là mệt. Như anh em đánh lái cua á, đằng sau hưởng đủ luôn, chịu đủ luôn. Đó, thế là 7 chỗ là tùy nhu cầu mỗi người. Ai hay chở 7 người, ai hay chở full người thì mua 7 chỗ được. Nhưng mà để đi đường dài 7 chỗ thì đấy không phải là một cái lựa chọn hoàn hảo đâu. 7 chỗ phải dòng những dòng Canivan, đó là thiết kế đúng 7 chỗ. Kể cả Sorento hay là Santa Fe hay là CRV, có dòng 7 chỗ hay là Expander. Không, đây là 5+2 không phải 7. Ngồi đường sau thì như tra tấn, chẳng như ông nào mà nhét mình ngồi sau thì mình căm thù. Đi từ Hà Nội lên Sapa mà nhét mình ngồi 7 chỗ thì mình căm thù ông ấy luôn. Bởi vì là nó chật. Đương nhiên rồi, 5+2 làm sao mà 7 được. Ôi, thôi, thế thôi, video cũng khá là ok rồi. Đấy, lại gặp một chị xinh gái, một em xinh gái chụp ảnh. Tung tăng. À, zoom lại gần nhá. Đấy. Chị em chụp ảnh rất là đẹp.
Anh em tha hồ đi chụp ảnh, đưa bạn gái đi chụp ảnh này, xong rồi lên xe chill cho phát, xong rồi đi ăn nhỉ, hay đi ăn xong chill cho phát, thế là sướng cuộc đời. Ôi cuộc đời chia lìa đôi tình nhân chúng ta. Đây, các cháu nhỏ cũng thích chụp ảnh này, các cháu nhỏ rất là thích chụp ảnh ở khu vực này. Tóm lại là vui vui chia sẻ thế. Đây, các tính năng đổ đèo này, hỗ trợ đổ đèo này, đường trơn trượt này, một khúc này, cái này là cái chỉnh đèn, chỉnh đèn lên xuống xuống này. Đấy, đây tuyệt phẩm đây rồi anh em ơi. Anh em ơi là anh em ơi, tại sao lại các cháu lại xinh thế này anh em ơi. Đứng đây xem các cháu tí nhá, các cháu không nhìn thấy mình đâu. Đấy, nhiều cháu lắm anh em ạ. Anh em nào chưa bạn gái hay là chưa người yêu ra đây giao lưu nhá, chụp ảnh này. Đấy, xinh chưa, xinh chưa.